Xin kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Long Solar. Thì trong thời gian vừa qua thì em cũng đã cung cấp và phân phối cái mẫu đèn sản phẩm bàn chải 200W ra thị trường. Thế thì trong cái quá trình mà bán hàng cho tất cả anh chị ấy, thì cũng có rất nhiều người là hỏi em là xem là cái cách làm sao để chúng ta lắp cái đèn bàn chải này nó đúng cách và nó dễ nhất. Đấy, thì nhân cái video ngày hôm nay thì một là em cũng sẽ hướng dẫn chi tiết tất cả cho anh chị xem là lắp thế nào cho nó đúng và cho nó dễ. Cái thứ hai là em cũng sẽ giới thiệu qua một số cái thông số cơ bản về chiếc đèn này và cái tính năng cũng như là cái vị trí nào lắp thì nó sẽ hợp lý để cho mọi người có thể tham khảo nhé. Đấy, thì xin mời tất cả anh chị cùng bắt đầu video. Như anh chị có thể quan sát ở trên bàn thì đây chính là chiếc đèn bàn chải 200W và các phụ kiện đi kèm. Đấy, thì về cái cấu tạo thì cái này sẽ gồm có 3 phần chính nhé. Thứ nhất là về cái thân đèn. Đấy, cái thứ hai là về phần tấm pin và cái thứ ba là phần tất cả các phần tay đỡ, giá đỡ và bộ ốc vít đi kèm. Đấy, thì bây giờ em sẽ chia sẻ nhanh và qua cho anh chị về phần cấu tạo về thân đèn trước nhé. Thì cái đèn này thì gọi là cái đèn bàn chải anh chị ạ, hay là gọi là đèn đường. Đấy, thì chúng ta gọi như thế nào cũng được. Về cấu tạo thì nó sẽ gồm có mặt trước là gồm có 4 khoang led. Đấy, thì chạy cái dòng led là 5730 rất là phổ biến. Và cái dòng này thì em cũng đã bán rất là nhiều rồi. Thì nó rất là bền, nó rất là ổn định độ sáng anh chị ạ. Về cái số lượng chip led thì tổng cái chỗ này nó sẽ là 322 led phân bổ cho 4 cái khoang này. Đấy, về lượng pin thì là cái này nó sẽ chạy là 5 viên pin 32650 với cái dung lượng mỗi viên là 6000 thì tổng là 30000. Đấy, về kết cấu mặt đằng trước thì sẽ là kính cường lực và đằng sau sẽ là vỏ nhôm đúc nguyên khối. Do vậy là cái dòng này nó lắp ở ngoài đường rất là thích hợp, chống chịu được mưa nắng, chống chịu được thời tiết rất là tốt. Cái mã sản phẩm này là HLC200, tức là công suất là 200W anh chị nhé, mang thương hiệu của Hoàng Long. Đấy, thì đây là phần thân đèn. Cái thời gian sáng thì nó có thể dao động được từ 12 đến 14 tiếng. Đấy, và cái độ sáng có thể phủ được khoảng tầm 200m². Đấy. Thế còn về phần tấm pin thì cái phần đèn 200W này sẽ được trang bị một cái tấm pin là 35 x 53 anh chị ạ. Đây là kích thước, tức là đây này, một chiều cái này là 35 và một chiều này là 53 tấm pin poly. Đấy, thì nếu mà chúng ta lắp lên cột và cái thời gian sáng dao động khoảng về cái thời gian nắng ban ngày ấy, nó khoảng tầm 6 đến 8 tiếng thì sẽ đầy được cho cái quả pin trong cái chiếc đèn 200 này. Thì ngay sau đây em sẽ hướng dẫn anh chị cách để chúng ta có thể lắp đặt cái đèn này nhé. Thì đầu tiên là anh chị cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều đâu, bởi vì là tất cả các phụ kiện đây, túi ốc vít này, nó đã chuẩn bị sẵn ở cho đèn cho chúng ta rồi. Chúng ta phải chỉ việc là ráp thôi. Nhưng mà vấn đề là chúng ta ráp và lắp như thế nào cho nó đúng. Thì đầu tiên anh chị hãy lắp cái phần tấm pin trước cho em. Đây là phần tấm pin. Đấy. Và chúng ta bây giờ sẽ lật ngược cái tấm pin này úp xuống. Đấy. Thế trong bộ phụ kiện của nó thì sẽ gồm có những cái món sau đây này. Thứ nhất là cái tay đèn này. Thì chúng ta sẽ tí nữa sẽ lắp cái này sau. Đấy. Thứ hai là phần cái bát này. Thứ ba là phần chữ U này. Và cuối cùng là một cái phần tay ngang. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái tay ngang này trước. Thì anh chị có thể quan sát ở cái trên cái tấm pin này nó có 4 cái lỗ này. Đấy, và chúng ta sẽ sử dụng cái thanh ngang này, chúng ta lắp. Đấy, chúng ta đặt vào đây. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng tất cả cái con ốc nhỏ này anh chị nhé. Con ốc nhỏ mà có cái ốc con này nữa này. Đấy, chúng ta sẽ lắp vào 4 cái vị trí cái lỗ này. Đấy, thì bây giờ em sẽ lắp cho anh chị xem nhé. Chúng ta đặt cái ốc này bên dưới anh chị ạ. Sau khi anh chị đã bắt vít được 4 con ốc này vào 4 cái vị trí này. Đấy, thì chúng ta được cái thanh ngang nó bắt vào cái tấm pin này rất là chắc chắn này. Đấy, thì chúng ta có để tạm vào bên đây một cái. Đấy, sau đó thì bây giờ anh chị sẽ lắp cái sang cái phần thân đèn cho em nhé. Đấy, thì cái thân đèn này thì chị sẽ sử dụng cái thanh dài này. Đấy, chúng ta sẽ lắp như thế này anh chị nhé. Cái mặt mà nó có cái hình tròn này. Đấy, chúng ta sẽ luồn qua cái dây này vào đây. Đấy. Đấy, chúng ta luồn cái dây này vào đây anh chị ạ. Sau đó thì là chúng ta sẽ úp cái mặt này xuống. Đúng, lật vào đây anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta sử dụng cái thanh úp này, chúng ta úp vào đây. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng 4 cái con ốc lục lăng này để chúng ta bắt anh chị ạ. Sau khi mọi người lắp được 4 cái con ốc này vào, đấy, thì anh chị có thấy là cái này nó vẫn lỏng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ phải lật ngược lại anh chị nhé. Đây, úp ngược lại. Đấy, và đằng sau này nó sẽ vẫn còn hai cái lỗ này nữa thì nó sẽ dành cho hai cái con ốc này.
Đấy, thì chúng ta sẽ vặn hai con ốc này vào để cái tác dụng là nó sẽ siết và nó sẽ cố định chặt cái thân đèn này vào. Đấy, như vậy là chúng ta được một cái thân đèn nối vào một cái tay đèn rất là chắc chắn. Đấy. Tiếp theo là bây giờ chúng ta đã có một cái thân đèn rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái thanh chữ U này nhá. Anh chị có thể quan sát này, chúng ta sẽ đặt cái thanh chữ U vào đây. Đấy, và sử dụng hai con ốc này và cái ốc này. Đấy, để chúng ta lắp vào cái thanh chữ U này anh chị nhá. Sau khi mà chúng ta lắp được cái thanh chữ U như thế này xong thì nhiệm vụ là chúng ta sẽ kết nối tấm pin và cái tay đèn như thế này. Thì anh chị sẽ lắp như thế này nhé. Thì bây giờ chúng ta còn 4 cái con ốc này nữa thì chúng ta sẽ tiến hành lắp. Chúng ta sẽ lắp đầu tiên là cái con ốc ở giữa trước anh chị ạ. Đấy. Thì các bạn có nhìn đây là nó có rất nhiều các lỗ. Thì bây giờ chúng ta thì sẽ tiến hành lắp cái con ốc này. Đấy. Thì con ốc này sẽ có hai cái bộ phận này. Chúng ta sẽ lắp vào đây anh chị nhé. Sau khi anh chị kết nối được cái tấm pin xong thì chúng ta sẽ được một cái hình dạng đèn như thế này. Đấy, và khi anh chị lắp ở nhà thì chúng ta cũng phải để ý là cái tấm pin này nó phải chéo với cái chữ với cái đèn này thành một chữ V như này thì lắp nó mới đúng anh chị nhé. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ rất là đơn giản thôi, chỉ là kết nối cái phần tấm pin, dây tấm pin này với lại thân đèn. Thì là nếu mà khi kết nối xong, đây có một cái điểm lưu ý là khi mà kết nối xong ấy thì anh chị phải để ý xem là cái trên cái đèn báo sạc của cái chiếc đèn ấy nó có đã báo nháy chưa. Ví dụ bây giờ em sẽ kết nối cho mọi người nhìn. Đấy, thì mọi người có thể quan sát ở phần trên này. Đấy, chiếc đèn báo sạc nó đã báo chớp nháy rồi. Thì như vậy đã là ok và đã kết nối thành công anh chị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ mang ra ngoài và chúng ta sẽ lắp ở trên cột anh chị ạ. Như anh chị có thể quan sát thì chúng ta sẽ còn một cái bát này và một cái túi ốc trong cái bộ phụ kiện. Và bây giờ ở chỗ này nó sẽ có một cái cột. Thì em sẽ tiến hành em lắp cái đèn này lên chiếc cột cho anh chị xem nhé. Đấy, ví dụ chúng khi mà chúng ta lắp thì nó sẽ như thế này. Bây giờ em sẽ lên em lắp cho anh chị xem. Như anh chị có thể quan sát thì em vừa mới thao tác và lắp cái chiếc đèn bàn chải này lên trên cột. Thì nếu mà khi mà chúng ta có một cái cột tròn như thế này và đã có sẵn bộ bu lông vít theo đèn thì nó lắp rất là đơn giản và rất là nhanh. Thì với cái chiếc đèn bàn chải này thì anh chị sẽ phù hợp và lắp những vị trí giống như vậy, tức là lắp vào trên cột và những vị trí thoáng thì chúng ta có thể đón được nhiều nắng hơn và sử dụng nó tốt hơn. Đấy, thì trên đây là một cái video cũng rất là nhanh và chia sẻ rất là thực tế. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi. Và nếu anh chị nào vẫn còn cái câu hỏi nào băn khoăn hoặc là cần bên công ty Hoàng Long hỗ trợ giải thích thêm thì hãy liên hệ với bên công ty theo số điện thoại là 0865 999 515. Còn về phần giá bán này thì bên em sẽ niêm yết công khai ở trên website hoanglongsolar.com và sẽ để dưới phần mô tả. Và nếu anh chị nào quan tâm thì có thể ấn vào đó để tham khảo. Và cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.